Có những chỗ nào mà xấu cực kỳ ấy cô bác thì người ta mới bán, còn chỗ nào mà đẹp đẹp ấy thì là người ta không có bán gì cả. Đây bé mạnh thì chạy lon ton đi rất là nhanh cô bác ạ. Còn về cái phần quà này là của bà Mai Phong và gia đình của bà là gửi cho ông nhá. Cái hàng tháng này là bà là gửi cho ông là hay gửi cho cháu là 500 ngàn đấy, nhưng mà cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh nhà bán em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực có đến cái chỗ mà cháu Lực hay để xe ở cái chỗ khu này này cô bác này. Thì thấy bé Mạnh là lên để mà đón cháu Lực cái sao cô bác ạ. Mạnh đang ăn quả gì đấy? Quả gì? Quả này là quả gì? Quả mận. Ăn hết chưa? Đấy, ăn hết đi, xong là vứt vứt đi. Đấy. Ăn hết xong là bây giờ Mạnh quanh tay chào các bạn nhá. Được chưa? Rồi, đợi ăn hết đã. Nào không không được vén bụng lên. Không được vén bụng lên. Đấy, nào quanh tay chào các bạn đi. Con chào ông các bà. Hôm nay Mạnh ở nhà một mình thôi à? Hả? Ông đi đâu rồi? Không biết á. Thế vừa rồi là lên đây đón chú à? Hả? Ồ, thấy thấy chú lên đây là Mạnh lên đón à? Có đi ở cùng chú không? Không á. Thế thế ở cùng ai? Ở cùng ông thôi á. Ở đây xem nào. Ê, có mấy quả mận đây này, xem nào, chú xem nào. Bây giờ đi hái quả mận cho chú một quả nhá. Cho chú một quả không? Hả? Có cho không? Có cho không? Nào, thế đây lấy cho chú một quả mận nào. Nào, cứ để vào túi xong lấy cho chú một quả. Đây, xong lấy cho chú một quả. Cho chú xin một quả. Lấy quả này cho chú nhá. Có hai quả. Xem nào, ở đâu? À đây à, đây chú giả này không ăn nữa, Mạnh bỏ hết tay vào đây rồi. Bây giờ đi về nhà nhá. Nhà Mạnh hết gạo chưa? Rồi. Hết rồi á? À? Thế đây, lâu nay chú lấy gạo cho Mạnh nhá. Nào đây, Mạnh lấy một bao đi đi. Đây. Không lấy được à? Vậy và trước khi mà đi vào ấy cô bác xin được phép là nói về cái phần quà này là ai gửi cho cô bác nhá. Ở đây thì hàng tháng là bà Mai Phong là gửi cho hai ông cháu là 500 ngàn cô bác ạ. Và trong đó thì là mua gạo là hết là 400 ngàn, còn là 100 thì là bà cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ở đây thì hôm qua cháu Lực có nhận được thì cái phần quà này là của gia đình của bà Mai Phong nữa cô bác, là gửi cho ông Sò với lại bé Mạnh nữa. Đấy, cháu Lực cũng xin cảm ơn tới bà Mai Phong và gia đình, chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nhà Mạnh thì còn gạo nhiều không hay là hết rồi? Không, không còn nữa rồi à? Thế không. Bây giờ Mạnh khoanh tay cảm ơn bà đi. Con cảm ơn bà đã gửi gạo cho hai ông cháu nhá. Con cảm ơn bà đã gửi gạo cho ông cháu. Con chúc bà, chúc bà cùng gia đình, cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, đấy bây giờ thì Mạnh đi trước nhá. Nhá. Mạnh không vác được ơi. Mạnh không vác được thì để chú vác cho. Thấy Mạnh thì thấy cháu Lực lên thì là bé cũng chạy để mà lên đón đấy cô bác. Lần nào có những lần thì là Mạnh không nhìn thấy, còn có những lần thì Mạnh nhìn thấy là Mạnh đều lên luôn. Cái Mạnh không biết là ông đi đâu à? Nào, nào Mạnh quay ra đây, quay ra đây, quay đây.
chú lấy cái này cho Mạnh này. Thế Mạnh đi học về lâu chưa? Về lâu rồi à? Hôm nay Mạnh là đi học về cùng ai? Cùng Kiết à? Đây còn về gạo này là người ta bán là 200.000 một bao các bác ạ. Hai bao là 400.000. Ôi, cứ đi cẩn thận nhá. Con đường đi xuống cái nhà của hai ông cháu thì là một con đường mà phải nói là con đường huyền thoại luôn rồi cô bác ạ. Đi vào tận sâu như này thì mới thấy được rằng là những cái hoàn cảnh đó, như bé Mạnh hiện tại cô bác được có 5 tuổi thôi đấy, nhưng mà em cũng đã buổi sáng sớm thì em là tự ông là đưa đi học, còn là đến chiều tối như này thì là có hôm thì cùng con hàng xóm để về, còn là có hôm thì là về có một là đi về một mình. Thì cũng có rất là nhiều các ông bà trên kênh mong muốn cho hai ông cháu là lên trên đường lớn, đường quốc lộ, con đường nào mà gần bê tông các bác để mà ở đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì các bác cũng trong thời gian vừa rồi các bác cũng theo dõi khá là nhiều những cái thước phim mà cháu Đức đi xem đất rồi. Có những chỗ nào mà xấu cực kỳ ấy các bác thì người ta mới bán, còn chỗ nào mà đẹp đẹp ấy thì là người ta không có bán gì cả. Đây bé Mạnh thì chạy lon ton đi rất là nhanh các bác ạ. Mạnh thì cũng ôi sắp rơi một bao sao rồi. Nào nào em quay phim hộ anh ấy. Chỗ đây là ông hay lấy trâu để mà buộc nhiều các bác, thành ra là bây giờ trên đây có một cái hố phân nó rất là lớn luôn. Ôi, không biết là ông thì đã đi đâu rồi. Thế bây giờ ông không ở nhà thì là một mình Mạnh khác ở nhà thôi à? Hãy đi ra bên này xem ông một chút nào. Xem ông là ông đi lấy củi hay là đi hay lấy cỏ ở đâu không. Thế ông ấy đang chuẩn bị làm thêm một chỗ này để mà làm cho con trâu ở cô bác ạ. Làm một chuồng trâu á. Ông ấy đang đi lấy cỏ thích dưới kia. Hồi nhà tí sớm gì? Hồi nhà tí sớm. Ông ấy đang đi lấy cỏ rồi. Mạnh có đi xuống chỗ ông không? Không xuống à? Thế Mạnh ở đây nhá. Mạnh muốn mình chơi đây nhá. Đi xuống chỗ ông xem là ông lấy cỏ như thế nào. Có một cái bóng đèn là năng lượng mặt trời ở phần phía bên này thì sẽ vừa soi sáng cho hai ông cháu khi mà về đêm nữa các bác.
con trâu của nhà ông thì nhìn trông nó rất là ghê của bác, rất là to. Trâu này là trâu ông đi lấy về để nuôi thôi. Bé Mạnh là giờ một mình khắc ở trong nhà một chút cho Lực sẽ đi xuống này để mà xem là ông lấy cỏ như thế nào. Và một tí nữa ông về để cho Lực sẽ gửi cái phần quà của bà Mai Phong cùng gia đình cho hai ông cháu. Thì có lẽ là hai ông cháu thì cũng đã hết gạo rồi. Cho Lực hỏi em Mạnh thì là hỏi là còn gạo không, thì Mạnh bảo là hết rồi. Trẻ con thì không có biết là nói dối gì cả các bác. Có như nào thì trẻ con đã biết nói như thế thôi. Thời gian vừa rồi thì cũng được là cô chú Sang Phương là hỗ trợ là cái phần khoản phân bón của nhà ông đấy các bác. Thì nhìn thấy là cũng xanh tốt khá là nhiều. Ông ra đây lấy cỏ lâu chưa? Lâu rồi à? Chào ông nhé. Sắp đủ một bó chưa ông? Sắp đủ một bó rồi à? Để cháu đeo cái mic này cho ông một tí nhá. Xong rồi ông gửi một lời chào tới các bác một tí ông nhé. Chào các bác các chị nhá. Rất cỏ. Cái chỗ này thì có vẻ như bị chết một tí đấy ông lúa ấy. Rất sâu cấn mà. Nhà ông có phải mua thuốc trừ sâu để phun không? Mua về đấy mà trời không nắng chưa phun. À, trời nắng thì mình dám phun không? Hôm qua mới mua về. À vâng. Kia. Vâng. Trời nắng phun nó mới chết à? Vâng. Nó trời dâm này. Vâng. Nắng. Thửa tít dưới kia có phải thửa nhà ông không? Hả? Thửa ruộng dưới kia có phải thửa nhà ông không? Có. Không phải thửa nhà ông à? Ừ. Thế là đất của ông là chỗ này là khá là nhiều đấy ông nhỉ? Ừ. Nhưng mà một phần là cái đất đất rừng thôi, một phần là đất ruộng. Đất ruộng nhà ông làm ruộng thì... chứ nó lở hết mà. Chưa làm ruộng là lở hết à ông cái này ấy? Vâng. Năm mới lấy cây trồng ở dưới này. À. Nó mới... À. Mới không bị lở đấy nhà ông nhỉ? Vâng. Không có còn là đất thế này. Vâng. Nó có giờ nước nhiều nữa. Vâng. Nó sụp xuống rồi, suối. Vâng. Mạnh là khác một mình là chơi ở ngoài sân kia. Thế còn cái đó. Chuồng của ông thì làm tới đâu rồi? Hả? Sắp xong chưa? Chưa mẹ nó chưa cho. Ừ. Đấy, chưa đủ. À. Cắt cỏ. Cháu ông buộc cỏ vừa rồi ông có lấy dây thừng theo không? Đây à? Vâng. Cái này là ống như ống tiêu mà ông. Nó chịu làm những nước còn nhỏ lắm. Vào cái mùa này thì có cỏ nhiều thì không phải lo mấy ông nhỉ? Này thì không lo đâu. Đến cái mùa mà cỏ ít ấy thì là toàn đi lấy rơm về cho cháu ăn thôi. Vâng. Tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì... Ui, không có. À. Rơm không ít không gì. Cảm thấy khí rồi. Đủ chưa ông? Được chưa? Mày lấy không? Sáng dậy ra là phải lấy thêm một bó nữa không? Ừ, sắp một bó to hơn này ăn hết rồi. À.
Ông đi đi để cho bác cho. Vâng. Cắt cái giá cuốn trồng gửi lên. Này à? Ừ. Ông đi đi để cho bác cho. Châu. Ông đi lấy cỏ không đeo dép, đeo ủng à? Không đeo đâu. Đeo dép. Đi không quen hay là như nào không? Hay là không quen như nào không? Những nút một tí là chưa lắm. À, là có nghĩa là đeo không quen đúng không? À. Rồi sao cái cây ngô này gáy nhiều đấy? Nhiều, gió thổi. Cỏ như này là đem về cho nó ăn luôn hả ông? Không, để mai cho tí tuổi cho một tí. À. Ăn một bó hết này. Tức là tối đây là để dành, sáng mai một nửa. Ừ, sáng mai về sớm rồi cho. À. Tí là đi đưa cháu nhằng đi học về lấy. À. Để đây rồi. Đây không? À. Không cài không ngứa lắm ông ạ, và đi lấy cỏ mùa này ngứa lắm. Ngứa lắm. Cái mương không về thời gian này như bé rồi. Cái nguồn kia về to không? Nguồn thứ này thì phải phải đi đâu về nổ lửa bên kia con lỗ thế này rồi lấy xe dù đi đẩy đất ra. À. Không về được. Ui ui. Có cái gì cân đây. À. Ui ui. Con con này hút máu ghê lắm hay không ạ? Ghê lắm. Ôi giời mà. Bên này mày. Đây ra đây mày ơi. Dạ. Ôi hết gạo nữa có chỗ khô lấy về thì mai đi đi vay tiếp rồi. Mai đi vay tiếp á? Vâng. Cháu hôm nay vừa lấy gạo cho ông thêm là hai bao nữa. Dạ. Chỗ này cháu bảo là ông treo này gọn lên ông không treo à? Chứ được treo sáng nay. Vừa về. Cháu sửa cái nhà một tí rồi. À, sửa cái nhà bên kia. Ừ. Chỗ này là ông làm làm chuồng à? Chuồng trâu ở đây không? Vâng. Nhưng mà đây là ông định lập bằng cái gì? Cái lô cũ này với cái này làm bằng máy. À. Xem có tiền thì mới lấy cái lô về mua. Ừ. Nó để đồ lên để làm bếp nấu cơm ở đây đấy. Làm bếp nấu cơm ở trên đây luôn hả ông? Ừ. À. Nó không gió thổi. Vâng. Đi hóp đây nhở? Nhờ. Thì đóng vào tay thì biết đấy nhá. Chỗ đấy là ông phải có giấy thép lưu không? Hả? Không nói cho mua ra vẫn còn chứ? Còn. Còn à? Đấy là phải dùng cái cây gì để mà làm cái phần giá đỡ này ông này. Ừ. Anh cẩn thận ông nha. Mày có biết làm không? Không biết làm à? Thế đưa bố. Kế đây. Quân mình lén mà ông bảo. Quân mình lén nó lớn chạy mà. Quân mình lén mà nó bị nó ngủ một trận ạ. Này, để cháu đi lấy ông, để tự nhau. Cao quá, quyết không lấy được đâu.
rất là tin chứ. Cái kim mà có đúng không? Hả? Kim ấy. Kim không có đâu mà, không lấy về đâu. Có kim à? Mày ơi, lấy cái búa với đây mày ơi. Mày á? À? Mày, có xuống viên con này à? Trèo lên trên cắt đường vào không? Ra đây, lấy cho chú luôn. Lấy dài một tí. Lấy dài để gấp lại, gấp thành đôi ấy không ạ? Vâng. Cục của mày mà chú tìm cập mà thăm trung mạnh nhiều. Mày đi lấy ao cho chú một cái cục gỗ đi. Đây bây giờ là chỉ cần mấy cái sơn trông mà ạ, thấy đẹp đấy ạ. Sơn trông nó sẽ mơ bắn đầu. Rồi là sai cái là biết là đi sơn trông đóng đấy ạ. Đây. Bác khu gỗ to chưa? Thì đây. Bút việc chạy đi ăn đi. Khỏe đấy nhờ. Thấy không? Năm sau lấm một đấy. Cái dao chặt cái đấy. Đây, chặt được rồi ạ. Bóc sổ thêm ạ. Mày tiêu chú cùng đá mày ơi. Mày à. Mày tiêu chú cùng đá đi, để lấy đá cho chú. Trời. Đi. Khai mạ, nhăn đi. Ông mọc phá mà máu ạ. Tìm chút hẳn, chút đây ạ. Đấy, được rồi. Để xuống đây. Mày dài có dài quá không? Dài được. Búp luôn thêm một đấy, khi nó... Búp thêm một lần à? Ừ. Thế ra để cháu à. Yeah, quấn luôn áo này. Đây đây. Bây giờ còn lấy dây thắp, lấy thép bùa ở kia không? Hả? Chết rồi. Chết. Hèm ăn. Mà sẽ mới lùi mà không? Chết mấy hèm ạ? Chết chân ạ. Chết chân ạ. Chết chân chứ mà ừ, mà mà. Ngồi dưới ngồi dưới ngồi dưới.
Đây, Mạnh ở dưới kia có băng này. Không biết làm cái gì đây. Làm cái gì đấy Mạnh ơi? Hả? Khoa sửa mạng mình. Nó có lớp thảm nè, à kết. Có gấp đôi không? Đôi, kể nó dài. Đây. Đây, bây giờ thì cùng ông làm cái phần chuồng này thêm một tí nữa các bác ạ. Ê, ông với lại Mạnh ra đây cháu gửi cái phần quà này cho ông với Mạnh đó. Vâng. Mày chắc là vừa đi học về đấy ông nhỉ? Vâng, về đi học về. Ô tô máy xúc hỏng hết chưa? Ui, cháu bé nó giờ. Tháo bánh ra làm gì đấy? Hỏng ấy bây giờ. Súng còn không mày? Súng còn không? Súng này, súng còn không? Hả? Còn à, hết pin rồi à? À cái súng đấy thì dùng bằng pin nữa bác thì nó mới kêu được. Không xem. Không rồi, với mẹ rồi. Vớ rồi. À, lắp được. Đây, rồi. Đi xúc đất rồi. Nha. Đây, cái hai bao gạo này là bà Mai Phong là gửi cho ông nhá. Đây gửi cho ông. Thế là ở nhà là không có gạo tí nào được không? Không còn đấy, tối rồi. Nếu cháu không lấy về thì nhà. Ờ. Chiên này. Đây. Thế là tối nay luôn à? Tối nay là định đi vay à? Vâng. À. Thế có một tí đấy, múc hết luôn lên ăn. Mọc, nó bị cái móc à? Rồi thì móc, nó mua. Nhà họ vay về. À, không lo vay bao nhiêu không? Vay 15 cân gạo. Vay 15 cân gạo à? Vâng. Ừ. Ồ. Không bị móc. À. Nó còn nếp chuồn nữa, ăn. Vâng. Ăn người không khỏe mấy à? Vâng, thế thì thấy hai bao gạo thì là có thể là đủ của hai ông cháu là ăn độ tầm là hơn 2 tuần rồi. Đấy, mỗi bữa cũng đơn cả tháng luôn đấy. Mỗi bữa hai ông cháu thì ăn được có hai bát thôi chứ nhờ. Ừ, hai bát nhưng mà mai về lấy đi cho là cô giáo à. Hai cân dưới tháng tư đi. Nộp cô giáo hai cân dưới à? Vâng. Chứ thì hôm nào nộp không rồi mà gạo chưa. À, gạo là chưa đúng không? Đấy là đóng tiền, đấy là đóng của Mạnh đúng không? Vâng. Vâng. Em nọ thì cũng được là tháng 5 này. Và cũng được anh thân vú là anh ấy gửi gửi tiền để mà cho ông là đi nộp hết cái tiền là cho Mạnh là kết thúc cái mẫu giáo này. Sang năm thì là lên lớp 1 rồi nhờ, không nhờ? Vâng. Sang năm lên lớp 1 là phải sắm cạp này, sắm mọi thứ nữa. Vâng. Đấy, còn về cái khoản đấy thì để sau này hai ông cháu mình tính sau nhá. Vâng. Đấy, ông mà không đi ra ngoài làm thuê được chút nào thì để đấy cháu tính cho. Vâng. Còn về cái phần quà này là của bà Mai Phong và gia đình của bà. Vâng. Là gửi cho ông nhá. Vâng. Cái hàng tháng thì là bà là gửi cho ông là hay gửi cho cháu là 500.000 đấy, nhưng mà trong đó thì là 400.000 là mua gạo cho ông. Vâng. Còn là 200.000, 100.000 thì là bà để làm cho cháu làm kinh phí đổ xăng. Vâng. Khi mà đi xuống nhà ông. Vâng. Đấy. Ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong không nhá, với lại vâng. Gia đình của bà nữa. Vâng. Tôi chúc mừng bà Mai Phong, gia đình chị đã giúp được tôi gạo. Tôi xin cảm ơn chị. Đấy, ông thì tiếng phổ thông của bác thì là cũng không có biết nhiều đâu các bác, và rất là mong các bác sẽ thông cảm cho ông với lại bé Mạnh khi mà nhận được những cái phần quà của các bác cô chú anh chị thì cũng chỉ gửi được đôi lời những cái từ cảm ơn cho các bác thôi. Đấy, còn là cháu được cũng xin thay mặt là hai ông cháu là gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong và gia đình, chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, cảm ơn bà đã khoảng 3 tháng vừa rồi thì bà lúc nào cũng hỗ trợ là hai ông cháu về cái phần khoản gạo như này. Đấy, còn về cái vấn đề nữa là hôm nay là cháu xuống nhà ông ấy thì là muốn hỏi ông xem là hiện tại bây giờ lên trên thì không có đất để mà làm nhà nữa rồi. Đấy, tiền kinh phí của nhà ông thì hiện tại là cũng có được là hơn 100 triệu thôi. Đấy, 100 triệu ấy thì tuy nhiên để mà làm nhà ấy, về cái khâu vận chuyển từ xuống đây là cũng chưa có đủ ông ạ. Từ cái khâu vận chuyển từ trên kia xuống thì người ta cũng lấy một cái giá nó cũng rất là đắt. Đấy, và nếu mà như hôm nọ mà
mà cháu với lại ông mua được cái số đất ở trên kia này. Cháu là chỉ đủ tiền mua đất thôi chứ cháu không có đủ tiền để làm nhà. Nó bây giờ mình mua đất được là mình chỗ đấy là mình phải kè lên rất là cao. Cao lắm. Kè lên cao thì mình mới ở được. Đấy, nhưng mà ở cái chỗ khu đấy là nó tiện là gần ruộng nương của ông đó các bác. Ở đây thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị là cũng nói với cháu Lực rằng là có thể là mở làm nhà trên xong là mở một cái quán tạp hóa cho nhỏ đấy các bác. Đấy, nhưng mà các bác cũng phải hiểu được rằng là mỗi nơi nó là một cái sự khác nhau. Bây giờ mở quán tạp hóa thì cũng chỉ bán được mắm muối mì chính với lại dầu gội này kia thôi. Cũng ít người ta mua ở trong bản, người ta đi mua toàn là mua ở trên xá là nhiều thôi. Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm về cái khoản mà các bác cũng hiểu được cho cháu Lực là về cái khoản mà không thể tìm được đất nữa. Đấy, cho nên là quyết định là bây giờ hiện tại là sẽ quyết định là làm nhà ở chính cái mảnh đất của nhà ông. Đấy, về cái phần khoản kinh phí thì cô bác ạ, là hiện tại là chưa có đủ đâu ạ, chưa có đủ để làm nhà. Đấy thì hiện tại thì kênh của cháu Lực cũng có 12.000 cô bác anh chị đang theo dõi và ủng hộ cháu Lực rồi. Cháu Lực rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác, là mỗi người 100-200.000 thôi. Cháu Lực cũng biết là cái đồng tiền để mà đi làm ấy thì là kiếm rất là khó. Như ông như này đi làm, như ông đi làm cả một ngày thì mới kiếm được có 100.000 thôi. Đấy, không phải là ngày nào mà cũng đi làm được cả ông ạ. Đấy, chúng Lực rất là mong sẽ được sự chung tay và giúp đỡ trợ duyên của các ông các bà tới cho hai ông cháu. Đấy, về cái phần thế đất của nhà ông này thì là nó là cái đất chắc không ông? Đây chắc chắc thôi, cái gì kia lâu rồi. Thế này thì làm lâu rồi à? Nhưng mà nếu mà làm ấy, nếu mà ở đây đi ông ạ, là bây giờ làm nhà ấy thì là làm ở chiều ngang thôi. Vâng. Chiều ngang thì nó sẽ đủ hơn. Vâng. Nhưng mà phải đào thêm tiến tận đây được không ạ? Đến tận đây xuống ấy. Vâng. Đào này thì không, chắc làm kia xong là dưới cái này. Dưới cái ngôi nhà này á. Vâng. Ngôi nhà này thì bây giờ nếu mà có một trận gió to ấy là cháu nghĩ là ngôi nhà này là sập luôn rồi, quần nó mục hết rồi. Ở đây thì là trong thời gian vừa rồi là cũng có mấy trận rồi ấy, nhưng mà thứ nhất là về cái phần mảng đông bắc này cô bác này là nó không có bị ảnh hưởng ở cái phần mưa đá. Nếu mà bị ảnh hưởng cái phần mưa đá thì ngôi nhà của ông là hiện tại là bây giờ là rất là có gọi là nhiều sao và nhiều lỗ lắm rồi. Thì nó thấp không ở cao thì gió nó thổi bay đi. Vâng. Tại vì giữa cái phần cột ấy thì cháu Lực cũng nhìn thấy là toàn là gỗ. Nó là mọt hết, toàn là gọi là cây gỗ mà nhỏ nhỏ. Nó nhìn nó gọi là cũng không có được chắc chắn hết đâu. Còn ở phần trên mái trên này nè các bác này, là lúc nào lúc mà cháu Lực vừa mới xuống chia sẻ đấy thì là nhà của ông là còn lợp bằng rơm đúng không bác? Còn lợp bằng rơm thôi. Đấy cho nên là cháu Lực cũng không có biết cách nào để mà giúp cho hai cháu nữa. Thì đi mua bạt về để mà che. Đấy thì cũng được là độ tầm 6-7 tháng thôi ông nhỉ? Ừ. Từ tháng 10, tháng cho là tháng 10, được 5 tháng. 5 tháng, tháng 11. Tháng 11, tháng 12 là cháu bắt đầu xuống xuống là gặp ông. Ừ. Đấy, thì là lúc đấy là cũng ghi hình thì cũng được sự đón nhận của các bác ấy. Yêu quý hai ông cháu rất là nhiều. Đấy, và đặc biệt là có hai chị Nguyệt Thúy ủng hộ cho hai ông cháu một cái khoản kinh phí cũng rất là lớn. Cháu Lực cũng sẽ trong thời gian tới thì mà đi vào làm nhà đấy thì cháu Lực sẽ rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác cùng chung tay giúp đỡ hai ông cháu một chút. Đấy, bản thân của cháu Lực đi làm cái chương trình thiện nguyện như này các bác này thì cháu Lực chỉ là người ở giữa mà kết nối thôi. Còn nếu mà như cháu Lực có thể là như các bác ủng hộ cái gian hàng thiện nguyện cháu Lực nhiều hơn thì cháu Lực cũng có thể là trích cái số tiền đấy ra để mà cùng các bác đồng hành ấy. Nhưng mà kênh thì cũng còn bé mà lượng bán hàng ấy thì cũng gọi là rất là ít cô bác ạ, gọi là rất là ít cho nên là cháu Lực cũng không có thể là không có thể là trích cái phần tiền đấy ra để mà giúp đỡ cho ông được thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Đấy, hai ông cháu mình ra bên này để mà xem thế đất của ông thêm một chút nào không? Thế là cái chỗ này là máy nứa ông, chỗ chuồng này là máy nứa gớ đi chứ ông?
Vâng, được tháo ra đấy. Vâng. Tháo ra cho nó rộng là phải lấy đá này xếp tận ở dưới kia ông ạ, kè lên cho nó cao hơn. Kè cho nó cao lên thì mới được có một con mặt. Từ bên kia, từ chỗ cân chân cột đèn ra tận bên này thì chắc là quá là 10 mét rồi. Nhưng mà trong quá trình làm ấy thì là mình phải đào rộng ra ông ạ, đừng để cho nó đúng 10 mét thôi là như thế là không được. Không biết là Mạnh là đang nghịch cái gì ở đây đây. Tú cá mày. Con gì đây? Hả? Nó bỏ phở rồi sao mà còn đây? Chưa nào có gì đây? Nào. Ui, bỏ trứng mày. Nhiều đây trứng về đâu? Cho chú xem nào. Không có là mua trứng về cái một chợ về á. Trứng này là trứng sống à, vẫn đang sống à? Không đâu. Trứng sống à không? Vâng. Một cây mồ chịu về đập vào chán nó há mồm nhá, ăn luôn không? Không ăn à? Đây cũng nhá, chịu cái lên ăn đi. Phải lấy tôi làm dâu. Tôi là hàng cháu là có thêm quả trứng nè. Vâng. Hay tôi có bác hôm nay thì cháu được cùng đá xuống cái nhà của hàng cháu và gửi cái phần quà của bà Mai Phong rồi. Đấy, và cháu được cùng đá nói về cái vấn đề mà hiện tại là không có tìm được đất đấy các bác. Nếu mà trong thời gian tới được sự đón nhận của các bác và trợ duyên giúp cho hai ông cháu hơn thì sẽ quyết định là làm nhà ở đây thôi cô bác ạ. Bây giờ nếu mà đi xa quá ấy, thì là cũng không có tiện về cái phần ruộng nương của ông. Đấy, các bác thì cũng mong muốn là nghĩ cho Mạnh là một cho bé Mạnh một cái tương lai nó về sau về dài cơ. Đấy, nhưng mà hiện tại trước mắt thì cũng không biết là cái cách nào nữa. Đấy, sau này nếu mà như Mạnh mà giúp được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi, có ngôi nhà rồi thì là ông cố gắng là đừng để cho Mạnh là bỏ học. Đấy, cho Mạnh học hết đi, nhớ đâu là có cơ duyên nó Mạnh học giỏi hay là có cái suất học bổng nào. Có cái suất học bổng nào thì Mạnh đi học thì sau này nó có một cái nghề, một cái nghiệp gì đấy. Mạnh thì cũng còn khá là nhỏ, vẫn không biết là hiểu là cái chuyện gì xảy ra cả cô bác ạ. Đó là cũng gạo Mạnh rất là nhiều lần rồi, bảo là đi ở với cháu, đấy, nhưng mà Mạnh cũng không có đi. Nếu mà đi ở với cháu thì độ tầm là một tuần là Mạnh là sẽ khác. Đấy, nhưng mà Mạnh không có muốn xa ông. Vâng. Đấy, để mà chia rẽ tình cảm của hai ông cháu thì cháu cũng không muốn mấy. Đúng rồi. Thực phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi lời chào tạm biệt tới các bác không? Tôi xin chào các chị các bác. Xin tay. Cảm ơn. Đây nào, Mạnh ra đây nào. Ra đây khoanh tay chào con các bạn nào. Đấy. Bây giờ thì khoanh tay chào tạm biệt thôi. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.